xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ Chùa Đường Ngự và chủ trì Chùa Diệu Pháp. Con tên là Jessie Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Hiếu Hạnh. Con xin kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem đài IBC TV. Dạ, con xin kính chào Thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào ca sĩ Jessie Thảo Vi, Nhật Hiếu Hạnh. Xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Kính bạch Thầy, điểm quan trọng thứ ba được hiểu như thế nào theo lời dạy của Đức Phật ạ? À? Thưa quý vị, chương trình Sống Đời Sống Phật trước đây thì chúng tôi đã chia sẻ về một số điểm quan trọng ở trong cái phẩm thứ 10 của Kinh Pháp Hoa, có tên là Phẩm Pháp Sư. Cái điểm mà đầu tiên thì Đức Phật dạy bất cứ ai, bất cứ loài nào, dù chỉ nghe một câu rất là ngắn trong một bài kệ của Kinh Pháp Hoa thì cũng được Đức Phật thọ ký cho đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thứ hai là Đức Phật dạy đó, nếu mà có người nào nghe nhưng mà phải tùy hỷ. Nhiều khi mình nghe mà mình không có tùy hỷ đó. Nếu một người nào mà thọ trì đọc tụng biên chép Kinh Pháp Hoa dù chỉ có một bài kệ thôi thì phải cung kính cúng dường, như là cung kính cúng dường chư Phật. Và Chư Giới Sư vừa hỏi như thế thì cái điểm thứ ba ở trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Pháp Sư, đã dạy như thế nào? Thì thưa quý vị đó, Đức Phật dạy rằng là nếu có ai hỏi rằng trong tương lai người nào sẽ là người thành Phật, người nào sẽ được thành Phật trong tương lai, thì hãy trả lời rằng là người nào thọ trì đọc tụng biên chép thuyết giảng về Kinh Pháp Hoa thì người đó chắc chắn là sẽ thành Phật trong tương lai. Chúng ta thấy là qua lời dạy của Đức Phật thì câu trả lời tương đối rất là dễ, bởi vì nếu mà chúng ta chưa có nghe Đức Phật dạy thì chúng ta không biết phải trả lời như thế nào. Có thể là trước cái câu hỏi rất là khó như thế, chúng ta đâm ra lúng túng. Bây giờ biết nói ai là cái người trong tương lai sẽ được thành Phật, nhưng mà qua lời dạy của Đức Phật, bất cứ ai mà đã thọ trì đọc tụng biên chép duyên thuyết Kinh Pháp Hoa thì người đó chắc chắn là sẽ được thành Phật trong tương lai. Như thế thì chúng ta tự hỏi là mình đã thọ trì, đã đọc tụng, đã biên chép, đã diễn thuyết Kinh Pháp Hoa chưa? Nếu mà chưa thì mình tự biết là mình không thể thành Phật trong tương lai. Còn nếu mà mình đã từng, cứ lấy một cái thí dụ, từng về chùa Diệu Pháp hay là chùa Điều Ngự hay là một cái từ viện nào đó, cùng với đại chúng thọ trì đọc tụng diễn thuyết Kinh Pháp Hoa vân vân, thì mình rất là tự tin
Không phải là mình tự mãn để mà suy nghĩ những cái điều thiếu thực tế, nhưng mà qua lời dạy của Đức Phật thì rõ ràng là mình biết mình sẽ thành Phật. Cái thời điểm để thành Phật có thể nó tùy thuộc vào cái sự tinh tấn hành trì của mỗi một chúng ta, nhưng chúng ta tin tưởng và tin tưởng một cách tuyệt đối là mình sẽ thành Phật, bởi vì mình đã có cái siêng lớn thọ trì đọc tụng biên chép thuyết giảng về kinh Pháp Hoa. Mà ngày hôm nay thì thưa quý vị đó, có nhiều đạo tràng tổ chức tụng kinh Pháp Hoa, và kinh Pháp Hoa cũng được phổ biến khá rộng rãi, không giống như là những cái thời điểm ở nhiều thế kỷ trước muốn tìm để tụng đọc một bộ kinh Pháp Hoa có thể rất là khó khăn. Còn bây giờ thì kinh Pháp Hoa đã phổ biến quá nhiều cái loại ngôn ngữ khác nhau, đã được phiên dịch. Quá nhiều cái loại ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt của chúng ta. Ở một số những cái quốc gia, chẳng hạn như ngày hôm nay tại Nhật Bản, có những cái tông phái lớn, trong đó có Nhật Liên Tông. Người ta hành trì kinh Pháp Hoa một cách rất là nghiêm mật. Và qua cái sự hành trì như thế thì nhiều hành giả đã cho biết là đã gặt hái được những cái kết quả mà nó cho thấy rằng là rất là phù hợp với những gì mà Đức Phật đã khai thị. Thì nó tóm lại là cái điểm thứ ba, điểm quan trọng ở trong phẩm thọ ký, nếu có ai không phải chúng ta là người nào sẽ thành Phật trong tương lai, thì chúng ta hãy mạnh dạn trả lời là những người nào đã thọ trì đọc tụng biên chép diễn thuyết kinh Pháp Hoa thì người đó sẽ thành Phật trong tương lai. Và đây là cái sự khai thị của Đức Phật, đây là sự khai thị của Đức Phật. Và khi chúng ta trả lời như thế thì chúng ta không có sợ là mình nói lầm, không sợ là mình nói sai, bởi vì cái điều này đã được Đức Phật khẳng định và đã được ghi lại một cách rất là rõ ràng, rất là cụ thể ở trong cái phẩm thứ 10, đó là phẩm Pháp Sự của kinh Pháp Hoa. A Di Đà Phật, thầy cảm ơn con. Kính bạch thầy, điểm thứ tư Đức Phật đã dạy những gì ạ? Thầy cảm ơn con ha. Thì ở cái điểm thứ ba đó, cái trọng điểm đó, như chúng tôi đã thưa, chúng tôi muốn bổ sung một chút. Ngoài cái việc mà Đức Phật dạy rằng là nếu có ai hỏi rằng người nào sẽ được thành Phật trong tương lai thì hãy nói rằng là người nào thọ trì đọc tụng biên chép diễn thuyết kinh Pháp Hoa thì người đó chắc chắn là sẽ được thành Phật trong tương lai. Và Đức Phật còn dạy thêm, bởi vì người đó đã là vị Bồ Tát lớn, đã thành tựu cái quả vị Bồ Tát lớn, nhưng mà vì thương xót chúng sinh khổ đau trong cái cảnh giới tối tăm như là cái thế giới Ta Bà này, cho nên đã thị hiện vào thế giới Ta Bà này để thuyết giảng kinh Pháp Hoa. Và mục đích thuyết giảng kinh Pháp Hoa là để cứu độ, để giải thoát sự khổ đau của tất cả chúng sinh trong cái thế giới đầy nhiễm ô,
đầy phiền não, đầy khổ đau, như là thế giới ta bà, thế giới mà chúng ta đang có mặt. Điểm đó là cái điểm hết sức quan trọng. Và cái điểm thứ tư đó là gì? Đức Phật dạy là người nào thọ trì đọc tụng, biên chép và thuyết giảng kinh Pháp Hoa thì người đó chính là sứ của Phật, tức là sứ giả của Đức Như Lai. Bất cứ ai theo lời dạy của Đức Phật thọ trì đọc tụng, biên chép, diễn giải kinh Pháp Hoa thì người đó chính là sứ giả của Đức Phật, sứ giả của Đức Như Lai, được Đức Như Lai sai làm cái công việc của Như Lai. Mà công việc của Như Lai, cái việc của Như Lai đó là cái sứ mệnh hết sức là thiêng liêng cao cả, đó là sứ mệnh giáo hóa độ sinh. Chuyển vận bánh xe chánh pháp, mang ánh sáng của chân lý chiếu rọi khắp muôn phương để xóa tan cái bóng tối vô minh, khiến cho tất cả chúng sinh hữu tình nhờ thế mà tỉnh thức, nhờ thế mà có thể đoạn tận mọi cái lậu hoặc, mọi cái phiền não. Và khi mà tất cả những cái phiền não đã được đoạn trừ thì đương nhiên là trở thành một bậc đại giác, sống một đời sống giải thoát, an nhiên tự tại, rũ bỏ tất cả những cái khổ đau. Và nhiều người trong chúng ta mơ ước là làm sao để có được một đời sống không còn một mảy may đau khổ, hoặc giả là ít nhất là sự khổ đau cũng giảm thiểu, bởi vì mình luôn luôn đối diện với những cái phiền não, những cái khổ đau. Hết cái phiền não này đến cái phiền não khác, hết cái khổ đau này đến cái khổ đau khác, lo lắng, sợ hãi, bất an, đủ thứ cả. Bây giờ làm sao để mình có thể kết thúc một cái đời sống mà mình không bao giờ mong đợi? Thì muốn kết thúc một cuộc sống có quá nhiều khổ đau như thế thì chúng ta cần phải thọ trì đọc tụng, biên chép và thuyết giảng kinh Pháp Hoa. Có thể một số người nghĩ rằng là đọc hay là tụng hoặc giả là biên chép góp phần ấn tống kinh Pháp Hoa thì dễ, còn làm sao mình có thể thuyết giảng? Thực ra đó, cái nghĩa của hai chữ thuyết giảng nếu mà mở rộng thì nó là vô biên, vô biên giới. Cứ lấy một cái thí dụ, quý vị không cần phải nói chuyện về kinh Pháp Hoa như là chúng tôi đang nói, mà chỉ còn sống đúng với những gì mà kinh Pháp Hoa đã dạy, đó cũng là một cái bài pháp không lò nhưng mà nó rất là sinh động, rất là thực tế. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa dạy là hãy nhẫn nhục, hãy nhẫn nhục. Và khi mà chúng ta học được lời dạy đó của Đức Phật được ghi lại trong kinh Pháp Hoa, khi chúng ta gặp phải những cái điều ngang trái, bình thường chúng ta có thể nóng nảy đánh mất đi cái sự tự chế, không thể nhẫn nhục được. Mà bây giờ chúng ta thấy rằng là thọ trì kinh Pháp Hoa, thì sẽ có được công đức bất khả tư nghị, công đức lớn không thể nào có thể nghĩ bàn.
mà thọ trì kinh Pháp Hoa theo lời dạy của Đức Phật, người đó sẽ được thành Phật. Thọ trì kinh Pháp Hoa, người đó được cung kính cúng dường như là cung kính cúng dường Đức Phật. Dĩ nhiên là chúng ta khi mà thực hiện cái đời sống vô ngã, chúng ta còn không nghĩ đến cái chuyện thọ trì kinh Pháp Hoa để được cung kính cúng dường. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là thọ trì kinh Pháp Hoa sẽ được thành Phật. Và cái mục đích của sự thành Phật, như rất nhiều lần chúng tôi thưa, không phải là để được cung kính, để được cúng dường, cũng không phải là chỉ để được giải thoát cái sự phiền não khổ đau cho bản thân của mình, mà là để có khả năng giải thoát phiền não khổ đau cho tất cả muôn loài chúng sinh. Do vậy mà nó mang một cái giá trị phải nói rằng là hết sức là siêu việt. Xin cảm ơn con có cái thắc mắc gì để chia sẻ, muốn hỏi thì thầy xin mời con ngay dưới đọc. Kính bạch thầy, con xin cung thỉnh thầy giảng về điểm thứ 5 trong phẩm thứ 10 của kinh Pháp Hoa. A Di Đà Phật, cái điểm thứ 5 của phẩm thứ 10 thì Đức Phật dạy là nếu có một ai đó dùng cái tâm ác mà ở trong một kiếp chơi mắng Đức Phật thì cái tội đó rất là nhỏ. Nhưng mà nếu chơi mắng người thọ trì đọc tụng biên chép giảng thuyết kinh Pháp Hoa thì cái tội đó rất là nặng. Tội đó rất là nặng. Chúng ta thấy như thế nào, nghĩ như thế nào về cái lời dạy này? Quả thật cái người mà thọ trì đọc tụng biên chép giảng thuyết kinh Pháp Hoa hết sức là quan trọng. Cho nên Đức Phật mới dạy là dù có mắng giết ngài, mà mắng giết một cách lâu dài, một cái thời gian mà một kiếp như thế là, thưa quý vị, lâu lắm, một kiếp là lâu lắm, một tiểu kiếp là 16 triệu năm, nói con số chẳng đó, nhưng còn nó hơn 16 triệu năm. Mà trong suốt hơn 16 triệu năm như thế mà mắng chửi Đức Phật thì cái tội đó vẫn còn dễ. Nhưng mà nếu dùng một câu dữ mắng giết người tại gia hay là xuất gia, thọ trì đọc tụng biên chép giải nói kinh Pháp Hoa thì cái tội đó rất rất là nặng. Dù chỉ một câu thôi, chứ không phải là một ngày, không phải là một giờ, mà chỉ có một câu. Thật là cái vai trò của những vị pháp sư ở đây bao gồm thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng thuyết kinh Pháp Hoa, tức là năm loại pháp sư rất rất là quan trọng. Và chính vì vậy mà Đức Phật dạy là phải thờ kính, chẳng khác nào như là thờ kính cúng dường mười phương chư Phật. Và khi mà chúng ta thấy ra điểm quan trọng như thế, không phải là để chúng ta tự mãn, vì chúng ta nghĩ rằng là mình là một vị pháp sư của kinh Pháp Hoa. Lý do là mình đã từng đọc tụng con thọ trì ở cái mức độ cao thấp như thế nào thì chưa nói, nhưng mà ít ra là có đọc, có tụng. Nhưng mà đọc tụng như thế nào còn là một chuyện khác. Bởi vì nhiều khi mình đọc nhưng mà cái tâm của mình không có mặt ngay trong lúc mà chúng ta đang đọc kinh. Mình tụng nhưng mà cái tâm của chúng ta là vắng mặt. Mình thọ trì nhưng mà nếu mình không hiểu, có thể là
thực hiện ngược lại với những cái giáo nghĩa mầu nhiệm sâu xa. Nói chung là thọ trì với tất cả cái ý nghĩa của hai chữ thọ trì không phải là một cái việc dễ dàng. Đọc với tất cả cái ý nghĩa của chữ đọc, tụng với tất cả ý nghĩa của chữ tụng, mà trong mật tông gọi là tam mật tương ứng. Còn cái nghĩa mà đọc tụng bình thường thì chúng tôi không có nói ở đây, mà chúng tôi muốn nói đến cái giá trị và ý nghĩa đích thực của cái việc đọc tụng như là vua Trần Thái Tông, một vị thiền sư ở cái triều đại nhà Trần đã bảo rằng là tụng kinh giả minh Phật chi lý. Mục đích mà mình tụng kinh là để hiểu rõ giáo lý do Đức Phật khai thị, chứ không phải là chỉ tụng. Nhiều cái chú trọng đến cái việc làm sao cho giữ cái nhịp trường canh thật là điều, hay chỉ là tụng cho thật hay được người ta khen mình là cái người tụng kinh hay không. Tụng kinh không phải là để được khen là cái dặm hay vân vân, mà là để hiểu được những cái chân lý ở trong kinh, hiểu được chân lý ở trong kinh, hiểu được những cái giáo lý, những cái giáo nghĩa đã được ghi chép ở trong kinh. Và khi mà đã hiểu được những cái giáo nghĩa ở trong kinh thì mang ra để ứng dụng vào đời sống thực tế. Và như thế thì cái việc mà thọ trì nó mới đúng cái giá trị và ý nghĩa của thọ trì. Việc đọc và tụng kinh nó cũng đúng với cái giá trị và ý nghĩa của cái sự đọc tụng. Như thế mới gọi là một vị pháp sư, chứ không phải là mình tụng ế a hay giả mình đọc để cho có đọc, mà gọi là pháp sư của kinh Pháp Hoa không. Xem vậy chứ không phải là vậy. Cho nên đòi hỏi mộng chúng ta nghe được những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Pháp Hoa, chúng ta càng nỗ lực càng tinh cần nhiều hơn nữa. Đó là cái điểm hết sức là quan trọng mà chúng tôi muốn được chia sẻ đến quý vị. Thầy xin cảm ơn con rất là nhiều đã dành thời giờ để giúp cho thầy thực hiện những cái chương trình Sống Đạo Sống Phật. Đây cũng là một cái đóng góp vào cái sứ mệnh chuyển dương chánh pháp lờ lạc quần sinh. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm, Bồ Đề Tâm, mỗi ngày một tăng trưởng. Nam Mô A Di Đà Phật. Rất tiếc thời gian không cho phép thầy trò chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi thắc mắc xin quý vị hoan hỷ gọi về chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp số phone hiện trên màn ảnh. Con xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng